Chào mọi người, khuya hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người cái con Lenovo ThinkPad X395 nha mọi người. Cái mẫu khá là mới, màn hình 13.3 inch Full HD và đặc biệt là nó chạy cái chip Ryzen 5. Cái chip này là khá là mới, mẫu này được sản xuất năm 2020. Máy là cực kỳ đẹp, phải nói là rất là đẹp luôn, từ trong ra ngoài mọi người, rất là đẹp. Cái dòng này thì nó về ít khi nào mà nó đẹp như vậy lắm. Đây ha, mình không thấy vết trầy xước hay là gì luôn á mọi người. Nói chung là khá là đẹp và sạch sẽ. Ngõ sạc Type-C nè, hai ngõ kết nối Type-C USB HDMI. X395 thì nó cũng làm y hệt những cái dòng mà X1 Carbon Gen 6, Gen 7 hoặc là X390 rồi mọi người. Tương đương như vậy, nhưng mà X395 thì nó chạy chip Ryzen. Đây mọi người, AMD Pro. Nếu mà mình làm mà có cái đồ họa nhẹ nhẹ thì mình sử dụng con này, mấy cái dòng này là ok á mọi người. Tại vì đây, từ từ mình sẽ quay cho mọi người cái cấu hình thôi, mà cái phím nó quá đẹp, quay trước đẹp cực kỳ luôn mọi người. Chưa bao giờ mà ThinkPad về mà phím nó đẹp như vậy đâu. Đây mọi người nhìn nè, trời ơi đẹp kinh khủng luôn, đẹp như chưa sử dụng. Cái nước sơn zin nè mọi người ha, nó rất là đẹp. Thực sự ban đêm thì quay nó không thể nào mà nhìn nó đẹp hết được. Bên trong này nhìn là mê luôn, dở ra là mê thôi. Màn hình 13.3 inch Full HD, webcam rồi đầy đủ hết ha. Có bật tắt cái máy, nó còn mới cứng luôn. Phải nói là như vậy, mẫu được sản xuất năm 2020. Nhưng mà hả, ThinkPad mà người ta mua cái gói bảo hành lâu á mọi người, tính ra nó còn bảo hành tới 14 tháng nữa. Hiếm bao giờ mà ThinkPad thấy còn bảo hành nhiều như vậy ở Nhật. Nói chung là để mọi người biết là cái thời điểm người ta mua thôi. Còn nó cũng ok rồi, cũng mua về đây rồi, không lẽ đang qua Nhật. Đây là mọi người, là cuối năm 2020 này nha. Cấu hình nó là Lenovo ThinkPad X395 nè mọi người. Nó có cái series nè, để mình check cái máy ha. Và AMD nè, Ryzen 5 Pro. Cái này là nó tương đương với lại dòng i5 Gen 8 mọi người, mà nó nhỉnh hơn chút xíu là RAM 8GB. Và đây nè, cái display nè mọi người. Bình thường nó sẽ là ở dưới này á, thường thường những con kia là ở dưới cái chỗ này nè, từ từ nha. Đây cái đoạn này nè, nó là 128. Còn ở này là Vega 8 á mọi người, là nó 2GB. Thì này là đồ họa nhẹ nhẹ là vẫn được mọi người, nó vẫn mượt ha. Để chip AMD thường thường là nó như vậy, Ryzen á. Ví dụ như có đồ họa khá là nhẹ thì là vẫn được, còn những cái dòng khác thì khó, tại vì á là bình thường card onboard ví dụ như của những cái dòng mà không có card đồ họa rời thì ở cái chỗ này á mình để ý nó chỉ là 128 thôi, ngay số chính giữa này, chứ không phải là 2032 như vậy đâu. Này 2032 thì nó cũng ok, mọi người tìm hiểu thêm. Mình thì không có rành nhiều, nhưng mà mình nhập máy và nhập giá nhập với lại cái hiển thị thông tin hết trên này rồi, bao zin nguyên bản ha. Vẫn 8 CPU nè mọi người nè, 2.1 nè. Đó, máy là rất là mượt. X395 mọi người tham khảo thêm. Máy thì hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết. Màn hình đẹp nè, màn hình là Full HD nha. Đó, chip thì chip Ryzen, rồi Ryzen 5. Phím thì đẹp, máy thì đẹp, khá là đẹp, thực sự rất là đẹp luôn. Đẹp thì nó cũng có cái giá của đẹp nữa nha mọi người. Mẫu được sản xuất cuối năm 2020. Đây, quá là đẹp luôn. Các ngõ kết nối là đầy đủ, pin nó thì trên 3 giờ, kèm sạc Type-C zin. Mẫu là mẫu y dòng X của ThinkPad thì nó nhẹ gọn đẹp mọi người. Đó, cái con này thì nó quá đẹp thật sự luôn. Đây mọi người, máy còn mới cứng luôn. Mình báo giá mọi người là 5.9 triệu ha cho con này, và ai chốt thì inbox mình. Máy bao zin nguyên 100%, không hề sửa chữa. Mọi người mua hàng thì mọi người cọc 1 triệu, còn lại thì nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Bao zin nguyên 100% nha mọi người, zin đét luôn, rất là sướng, sử dụng rất là sướng. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, mọi người về là dán đúng cái khuôn của cái dòng này luôn. Và mình sử dụng thôi, vừa bảo vệ được phím mà hả, vừa giữ được bản chất êm mềm zin xịn của phím Nhật nè mọi người. Kéo nè, rất là đã, không bao giờ mà lại gãy hay gì hết, cực kỳ ok. 5.9 triệu nha mọi người, giá cực kỳ ok cho cái con máy còn quá cứng luôn. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.